Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm thứ Hai đầu tuần này, trận lở đất ở Nhất Đạt Câu, Lý Tử, huyện Cam Lạc, tỉnh Tứ Xuyên đã làm cho hơn 360 người thiệt mạng. Kênh Lý Tử Y Đạt Câu là một con mương nhánh ở hữu ngạn sông Đại Độ, nơi có tuyến đường sắt thành Đô Côn Minh đi qua. Lý Tử Y Đạt cũng là một con mương đã xảy ra lở đất và lở bùn nhiều lần trong lịch sử. Vào đêm ngày thứ Hai vừa qua, trời mưa rất to ở Nhất Đạt Câu, Lý Tử. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Hai, hẻm núi gầm rú, mặt đất rung chuyển và một trận lở bùn lớn bất ngờ xảy ra ở Lý Tử Y Đạt Câu. Cây cầu có đường kính 3-4m, dài 170m và một trụ cầu số 2 bằng bê tông cốt thép bị sạt lở đất, cắt thành 3 đoạn trong tích tắc, liên kết với dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dài 30m trên cầu. Dầm thép liên hợp dài 44m, dây thép và những người ngủ trên boong cầu đã cùng nhau bị hút xuống dòng sông Đại Độ đầy sóng gió. Vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày thứ Hai, chuyến tàu tốc hành chở khách số 442 đi Thành Đô từ Jiping khởi hành về phía Bắc tại ga Niri, trên tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh. Anh đã báo cáo tại nhà ga nhưng đột nhiên thấy điện thoại không kết nối được, đèn không sáng, tất cả các tuyến bị gián đoạn, không thông báo được tàu 442 đang chạy. Vào lúc này, đoàn tàu số 442 do hai đầu máy kéo và chở hơn 1.000 hành khách đang đi vào đường hầm Gian Ma Bao ở đầu phía nam của cầu Rijijiza với tốc độ hơn 40 km/h. Lúc 1 giờ 46 phút ngày thứ Hai, khi đầu máy còn cách cửa hầm khoảng 30m, dưới ánh đèn pha của đầu máy chiếu vào, lái tàu trực ban là trưởng kho đầu máy Dương Cương đã tham gia chiến tranh Triều Tiên, người lái xe hạng nhất Vương Minh Ngư, cùng trợ lý và đồng lái xe đường Trường Hoa cuối cùng phát hiện ra rằng cây cầu trước mặt họ đã bị gãy và đoàn tàu đang lao về phía một thung lũng sâu với bùn lầy dữ dội. Họ lập tức kéo phanh hãm để thực hiện phanh khẩn cấp, đồng thời hú còi khiến người lái tàu nỗ lực cuối cùng trước cái chết. Âm thanh chói tai của tiếng còi cắt ngang bầu trời đêm, gửi đến hàng ngàn hành khách đang ngủ say một hồi chuông báo động ly kỳ. Nhưng đã quá muộn, khoảng cách duy nhất cho phép đoàn tàu dừng lại là một thanh dầm bê tông cốt thép cong vênh, biến dạng dài chưa đầy 40m nằm trong hố bên ngoài cửa hầm. Hai đầu máy, tiếp theo là toa hành lý số 13, toa bưu chính số 12 và toa ghế cứng số 11 chở hơn 90 hành khách lần lượt rơi xuống và bị những trận lở đất tàn nhẫn hút xuống sông Đại Độ đang dâng cao. Toa ngồi cứng số 10 và số 9 lao ra khỏi dây thép biến dạng và trượt ngã trên ta luy bảo vệ dưới chân cầu ở độ sâu 17m. Toa ngồi cứng số 8 bị hất văng ra khỏi đường dây va chạm mạnh trong hầm đầu cầu và bị lật ngoài cửa hầm. Tuy nhiên, cú phanh gấp được các lái tàu thực hiện vào giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn phát huy tác dụng. 7 toa khách và một toa ăn ở phía sau đoàn tàu đã dừng lại trong đường hầm, cứu sống hơn 700 hành khách. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do vụ lở đất này gây ra lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ và thiệt hại kinh tế gián tiếp là hàng trăm triệu nhân dân tệ. Theo ước tính, vận tốc của dòng mảnh vỡ cao tới 13,4m và mật độ cao tới 2,34 tấn trên 1m3. Có một tảng đá được dòng mảnh vụn vận chuyển với thể tích 675m3 và trọng lượng 1.800 tấn. Trên tảng đá này có hai tảng đá dài hơn 1m. Những tảng đá lớn có hiện tượng đá tựa lưng cho thấy năng lượng của chúng rất lớn. Dòng mảnh vỡ tích tụ 3 triệu mét khối chất rắn, trong đó 600.000 mét khối đổ vào sông Đại Độ, tạo thành một bờ kè tự nhiên trên sông với chiều dài hơn 200 mét, rộng hơn 100 mét và cao gần 2 mét so với mặt nước. Dòng sông bị chặn khoảng 4,5 km, nhấn chìm 830 mét đường ven sông, ách tắc giao thông đường bộ. Sau khi đập tự nhiên bị vỡ, một bãi cạn nguy hiểm đã được hình thành trên đoạn sông Đại Độ này, và một lượng lớn bùn cát tràn vào hồ chứa nhà máy điện Gong Dui ở hạ lưu để gây bồi lắng. Sau khi lở bùn xảy ra, tuyến đường sắt cũng buộc phải chuyển hướng và tuyến này được di chuyển lên để đi qua Lý Tử Y Đạo Câu qua một đường hầm Nam Bảo và cầu đường sắt Lý Tử Y Đạo đã bị bỏ hoang. Trước đó, một trận lở đất ở Em Minh Hải Thượng Câu, thành phố Đông Xuyên, tỉnh Vân Nam khiến 121 người chết. Hải Thượng Đầu là vị trí của khu vực khai thác kim min của Cục Khai thác Đông Xuyên. Theo lời kể của những người già sống lâu năm ở đây, họ chưa từng thấy trong mương xảy ra sạt lở đất bao giờ, cũng chưa từng nghe cha mẹ kể lại. Tuy nhiên, do khai thác lâu năm nên một lượng lớn xỉ thải đã tích tụ, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Vào lúc 4 giờ 30 sáng, khu vực Hải Thượng Đầu bất ngờ có một trận mưa xối xả kéo dài trong 1 giờ, với lượng mưa 67,3mm, cơn mưa xối xả chứa 30mm mưa đá, tốc độ gió tức thời lên tới 25-30m/s. 10 phút sau cơn mưa bão, tôi nghe thấy tiếng sấm trong khu vực, mặt đất rung chuyển và một trận lở đất đã xảy ra. Dòng chảy mảnh vụn càn và quét lòng mương, giống như một quả cầu tuyết, tạo ra ngày càng nhiều vật liệu bùn, cát và đá. Trận lở đất đã phá hủy khoảng 3.000 sườn mỏ, nhà ở, cửa hàng và trang trại, đồng thời phá hủy 3.210 hectare đất nông nghiệp, làm 121 người thiệt mạng, 34 người bị thương, cuốn trôi hơn 360, không còn gia súc và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 19 triệu nhân dân tệ. Cùng ngày, một vụ lở đất khác ở huyện Thạch Thủy,
tỉnh Thiểm Tây đã giết chết 134 người. Sông Tân Ngưu là thượng nguồn của sông Hàn Du, một nhánh sông ở tả ngạn sông Hàn. Toàn bộ lưu vực được cấu tạo bởi 26 rãnh dòng chảy bằng đá bùn, từng gây ra thảm họa trong trường hợp mưa lớn trong lịch sử. Từ 1 giờ chiều ngày thứ 3 đến 8 giờ ngày thứ 4, huyện Trạch Thủy bất ngờ có mưa xối xả. Lượng mưa lớn nhất ở thị trấn Cửu Kiến Phường lên tới 383mm. Cả hai bên sông Tân Ngưu và 14 ngôi làng cùng lúc bị ảnh hưởng, 3.117 ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi 19.500 hecta đất canh tác, khiến 134 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 91 triệu nhân dân tệ. Thảm họa này cho thấy khối lượng lớn và các dòng mảnh vụn có đặc điểm là tập trung nên gây ra thiệt hại nặng nề. Kính thưa quý vị, bản tin CCTV cho biết, mưa lớn liên tục ở Quảng Tây đã gây lũ lụt trên diện rộng. Do nước lũ ở một số khu vực dâng quá nhanh nên một số người dân sơ tán quá muộn đã bị mắc kẹt. Quế Lâm, Quảng Tây trải qua mức lũ cao nhất kể từ năm 1998, khi mực nước 149,6m đi qua Quế Lâm, nhiều hòn đảo nhỏ bị lũ bao vây, cư dân trên đảo vô cùng lo sợ. Đảo Lệ Hoa Châu được bao quanh bởi nước ở mọi phía và con kênh duy nhất đã bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, nước lũ đã dâng cao đến ngập tầng 2, trên đảo bị cắt điện, nước, nhiều người dân bị mắc kẹt đang đứng trên ban công, bộ cửa sổ, thấp thỏm chờ đợi giải cứu. Dưới sự khẩn cấp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ của các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát vũ trang, toàn bộ cư dân trong tình thế hiểm nghèo trên đảo đã được di chuyển an toàn. Mưa lớn liên tục khiến mực nước sông ở huyện Long Thắng, Quảng Tây dâng cao khiến 13 người dân làng ở thị trấn Pi Ao Linh bị mắc kẹt dưới sông. Lực lượng cứu hộ sau khi biết tin đã lao đến giải cứu. Do dòng chảy quá xiết và mực nước dâng quá nhanh nên lực lượng cứu hộ chỉ giải cứu được người mắc kẹt cuối cùng sau khi huy động thuyền công suất lớn. Lũ lụt dâng cao nhanh chóng gây nguy hiểm cho cầu đường sắt Liễu Châu. Văn phòng kiểm soát lũ lụt của Cục Đường sắt Nam Ninh đã nâng kế hoạch kiểm soát và cứu hộ lũ lụt của cầu đường sắt Liễu sang từ ứng phó cấp 4 lên ứng phó cấp 3. Vào sáng ngày thứ Tư, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Quảng Tây đã phát động phản ứng thứ cấp để kiểm soát lũ lụt. Thưa quý vị, một số khu vực ở miền Trung và miền Tây Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày, trong đó Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh, thành phố khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thương vong. Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo rằng lượng mưa bắt đầu vào ngày hôm kia và kết thúc vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay. Ngoại trừ phía đông Hồ Bắc, những nơi khác đều có mưa lớn và phạm vi bao phủ là lớn nhất năm nay. Lượng mưa lớn nhất trong 2 ngày là 266mm ở thành phố Hồng Hồ, Kinh Châu, tiếp theo là 232mm ở quận Thiểm Dương, Kinh Môn. Theo thống kê sơ bộ của Cục Kiểm soát Lũ lụt tỉnh, 14 ngôi làng và thị trấn ở 4 huyện Nghi Xương, En Thạch, Kinh Môn, Tiểu Cảm và các tỉnh khác đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với dân số 39.000 người và 72.000 hecta đất canh tác, đường xá bị ảnh hưởng, bị hư hại trong đợt mưa xối xả này. Do ảnh hưởng bởi sự di chuyển về phía đông của rãnh thấp trên cao và độ cắt ở mức trung bình thấp, thời tiết mưa dông ở Vũ Hán vẫn đang tiếp diễn. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, nhà của Lưu Phúc Vượng ở phố Chư Thành, quận Tân Châu bất ngờ bị sét đánh sập khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Dự kiến trong vòng 3 giờ tới, cường độ mưa ở một số khu vực từ Nam Hợp Kỳ đến Bắc Giang Nam sẽ lên tới hơn 60mm. Cục khí tượng dự báo từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến mưa rất to ở phía nam của tỉnh nằm giữa sông Giang Hoài và một số khu vực phía nam sông Dương Tử. Theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Giang Tây, từ chiều tối ngày mai đến 3 ngày tiếp theo, ở Giang Tây sẽ có mưa lớn. Đây sẽ là đợt mưa bão liên tục mạnh nhất ở Giang Tây trong năm nay, và mưa bão chủ yếu xảy ra ở Bắc Giang Tây và trung tâm Giang Tây. Trận mưa xối xả kể từ ngày hôm qua đã gây ra lũ lụt ở một số quận và huyện ở Trùng Khánh, đồng thời gây ra các thảm họa thứ cấp nghiêm trọng hơn như sạt lở núi khiến nhiều người mất tích hoặc thiệt mạng. Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu đã công bố triển khai ứng phó khẩn cấp 3 cấp đối với kế hoạch khẩn cấp thảm họa khí tượng để đối phó với mưa bão liên tục. Kể từ tháng 4 năm nay, Quý Châu liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt. Theo số liệu thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quý Châu, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày hôm nay, 63 quận, 440 thị trấn và 1,03 triệu người ở Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 430 triệu nhân dân tệ và 24 người chết. Sở Dân Chính tỉnh Vân Nam cho biết tính đến ngày hôm nay có 222.100 người đã bị ảnh hưởng bởi gió, mưa đá và lũ lụt ở tỉnh Vân Nam và 12 người đã chết do mưa lũ. Từ 4 ngày qua, có mưa lớn và mưa xối xả cục bộ ở miền Trung và Đông Bắc Vân Nam. Theo số liệu của Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam, có 6 trạm có mưa rất to, 25 trạm mưa to và 66 trạm mưa vừa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang cận kề, đập Tam Hiệp căng mình ứng phó kinh hoàng.
đạn mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp, NASA tiết lộ ảnh vệ tinh hiếm, chụp khoảnh khắc đập Tam Hiệp xả lũ. Đập Tam Hiệp không cứu nổi Trung Quốc nếu đại hồng thủy tái hiện, giải pháp là gì? Theo thông tin từ các nhà chức trách Trung Quốc cho hay, đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang đã cận kề đập Tam Hiệp và một số đê được dự báo sẽ phải căng mình ứng phó. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước sông dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng tới. Để tính ra thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử hay Trường Giang và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước dâng cao trong thời gian dài vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã nâng cao cảnh báo lên cấp 2 ở khu vực Tĩnh Giang chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 159,02m tính đến 9 giờ sáng ngày thứ 6 tuần trước, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800m3 mỗi giây, tăng 2.500m3 mỗi giây so với 18 giờ ngày thứ 5. Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Hồ Bắc kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ mực nước trên sông Trường Giang cùng với năm hồ và sông cỡ vừa trong tỉnh. Đỉnh lũ số 2 được hình thành vào ngày thứ 6 tuần trước đó, vừa đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối ngày thứ 5. Các chuyên gia giải thích rằng do đỉnh lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm nên việc xả nước ở hạ lưu diễn ra thuận lợi hơn, do đó không đạt cực đại ở Vũ Hán. Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người thiệt mạng hoặc mất tích và thiệt hại 116,05 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Mới đây, một đoạn video mô phỏng hậu quả thảm khốc khi đập Tam Hiệp vỡ gây ra trận lũ kinh hoàng lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của người dân Trung Quốc. Mới đây, tờ Taiwan News đã đăng tải một đoạn video gây tranh cãi có nguồn gốc từ trang tin tài chính Trung Quốc Kaijin Leian. Đoạn video đã mô phỏng tình huống sẽ xảy ra khi đập Tam Hiệp vỡ và gây ra trận lũ lụt kinh hoàng. Các thông số như tốc độ chảy của nước, chiều cao nước lũ và các địa điểm chịu thiệt hại cũng được ghi lại trong đoạn mô phỏng. Các tác giả của video nhấn mạnh rằng đây chỉ là mô phỏng dựa trên các ước tính và không phản ánh tình hình ngoài đời thật. Đập Tam Hiệp trong video cao 181m so với mực nước biển dài 2,3 km. Mực nước trong hồ chứa cao 175m với khả năng chứa 39,3 km khối nước. Ở đoạn đầu mô phỏng đập Tam Hiệp được giả định là sẽ vỡ dưới áp lực nước khổng lồ. Ngay sau đó, một bức tường cao 100m được giải phóng với sức mạnh kinh hoàng vì hai bên sông Dương Tử đều bị chắn bởi núi cao, nước lũ không thể chảy lan ra các vùng khác. Vào thời điểm này, lũ sẽ có tốc độ hơn 100km/h. Đập Tam Hiệp chỉ cách thành phố Nghi Xương ở Hạ Lưu chỉ tầm 50km. Do đó, chỉ khoảng 30 phút sau khi vỡ đập, đập Cát Châu Bá cũng sẽ bị nước lũ hút vỡ và thành phố Nghi Xương sẽ không còn tồn tại. Mô phỏng cho thấy nước lũ cao 20m sẽ đổ bộ Nghi Xương với tốc độ 70km/h và nhấn chìm thành phố này dưới 10m nước. Sau khi tràn qua Nghi Xương, lũ sẽ tiếp tục đi xuôi xuống Dương Tử, nhấn chìm các thị trấn xung quanh với tốc độ ít nhất là 60km/h. Độ cao của lũ giảm dần xuống còn 15-20m. Sau khi tấn công thành phố Nghi Đô, lũ thoát khỏi vùng thung lũng và tiến tới đồng bằng. Nước bắt đầu tràn ra xung quanh theo hình cánh quạt, ảnh hưởng tới hàng loạt khu vực xung quanh. Khi nước lũ tràn tới đồng bằng, độ cao giảm xuống khoảng 8m và tốc độ là 25km/h. Tuy nhiên, dòng nước ở dòng chính sông Dương Tử vẫn duy trì vận tốc 35km/h. Sau khi lũ đổ bộ tới thành phố Kinh Châu, một phần nước sẽ tách ra khỏi dòng chính và tiến thẳng về Vũ Hán. Chỉ trong vòng 5 giờ sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ tới thành phố Nhạc Dương cách đập 350km về phía hạ lưu. Mô phỏng dự đoán Nhạc Dương sẽ chìm trong 5m nước. Tuy nhiên, Hồ Động Đình ở ngay gần đó có thể đóng vai trò là một vùng đệm và làm giảm ảnh hưởng của lũ nếu đập không vỡ vào mùa mưa. Tiếp theo, nước lũ tiến về phía đông và tiếp cận thành phố Hồng Hồ cách đập 700km. Theo dự đoán, thành phố Vũ Hán sẽ thiệt hại cực kỳ nặng nề. Mô phỏng cho rằng một số vùng ở nơi cao sẽ thoát khỏi nước lũ, nhưng đa phần các vùng khác dễ chìm trong 5m nước. NASA mới đây đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã xả lũ vào hồi đầu tháng. Từ khi đợt gió mùa ở châu Á bắt đầu, mưa lớn đã đổ bộ Trung Quốc, đẩy mực nước ở các hồ sông lên ngưỡng kỷ lục.
đặc biệt lụt lội ở hạ lưu sông Dương Tử đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Sông Dương Tử là sông dài nhất của châu Á, trải dài 6.300 km xuyên suốt Trung Quốc. Cùng với hệ thống phụ lưu và hồ, hệ thống sông đã có nhiều thay đổi khi Trung Quốc xây dựng nhiều công trình nhằm khai thác thủy điện, trữ nước để sử dụng tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt. Hiện tại có hàng chục nghìn hồ chứa nước và vô số con đập ở dọc sông Dương Tử. Trong mùa hè năm nay, nước lũ đã được giữ lại bởi 2.297 hồ chứa trong vùng, bao gồm hồ chứa sau đập Tam Hiệp. Trong nỗ lực điều tiết dòng chảy của nước lũ, đơn vị vận hành đập có thể xả lũ thông qua các cổng xả tràn. Hoạt động xả lũ này có thể được thấy qua những bức ảnh vệ tinh được NASA cung cấp. Các bức hình đã được xử lý màu sắc lại để nhìn rõ các dòng nước lũ hơn. Khi dòng chảy trôi xuống, các cửa xả dòng chảy sẽ có màu trắng ở trên ảnh. Các hình ảnh vệ tinh được chụp hồi tháng trước khi các con đập đối phó với đợt lũ lớn đầu tiên. Đợt lũ nghiêm trọng thứ hai được truyền thông Trung Quốc gọi là trận lũ số 2 đã tấn công khu vực vào tháng này. Theo tập đoàn Tam Hiệp, mực nước trong đập đã đạt mức kỷ lục 164,18m vào ngày Chủ nhật. Kỷ lục trước đây từng ghi nhận là 163,11m vào năm 2012. Đập này được thiết kế để chứa lượng nước với độ cao 175m. Trước khi Trung Quốc đón nhận mưa lớn phá kỷ lục nhiều năm liền vừa qua, thì Bộ Thủy lợi của nước này đã tổ chức huấn luyện phòng chống lũ trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử. Đợt huấn luyện lấy bối cảnh Hồng Thủy, lũ lớn năm 1984 trên sông Dương Tử bao gồm các hoạt động điều tiết hệ thống hồ chứa, vận hành đê điều, vận dụng các vùng phân tán nước lũ ở Trung và Hạ Lưu. Mục đích của chương trình là phát huy đầy đủ vai trò điều tiết của nhóm hồ chứa ở thượng nguồn sông với đập Tam Hiệp, làm trọng tâm phối hợp với các công trình liên quan nhằm giảm thiểu tổn thất do nạn lụt. Hệ thống phòng chống lũ trên sông Trường Giang đã liên tục được gia cố kể từ sau Đại Hồng Thủy mang tính lịch sử vào năm 1998. Bên cạnh dự án Tam Hiệp được hoàn thiện và đưa vào sử dụng toàn diện từ năm 2006, trong bản phương hướng sách lược phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai ở Trường Giang trong thời kỳ mới vào tháng 2 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngụy Xuân Trung cho biết hiện các địa phương ở lưu vực sông này có hệ thống đê điều dài khoảng 34.000 km, ở Trung và Hạ Lưu sông có 42 vùng phân tán, cho phép hấp thụ dung tích nước lũ vượt mức và khoảng 59 tỷ mét khối. Tuy nhiên, ông Ngụy chỉ ra, bất chấp năng lực chống lũ đã nâng cao, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Lượng xả nước an toàn của lòng sông ở Trung và Hạ Lưu Trường Giang so với đỉnh lũ vẫn còn chênh lệch lớn. Đập Tam Hiệp có dung tích ngăn lũ lên đến 22,15 tỷ mét khối, nhưng nếu so với lượng nước lũ vượt mức ở Trung và Hạ Lưu Trường Giang thì dung tích này chỉ là muối bỏ bể. Ông Ngụy cho biết, nếu gặp phải nạn lũ như năm 1954, hệ thống hiện nay của Trung Quốc sẽ còn phải xử lý một lượng nước lũ vào khoảng 34 cho đến 40 tỷ mét khối từ dòng chính sông ở Trung và Hạ Lưu. Ngoài ra, khả năng chống lũ của các hồ và sông nhánh của Trường Giang không cao, ông Nguyễn Trung Sơn nêu. Đặc biệt là đầu tư và đê điều ít, phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn. Sau khi hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang vận hành, việc xả lũ xuống đã dẫn đến xói mòn về dài hạn ở Trung và Hạ Lưu sông, gây sạt lở ở một số đoạn sông, tạo thành rủi ro cho an ninh đê điều và dòng nước. Tổng công trình sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Trọng Trí Dư nêu ra vấn đề chủ yếu tồn tại trong công tác ngăn lũ ở Trường Giang hiện nay, gồm thiếu hụt quy hoạch mới dẫn dắt, xây dựng và quản lý tốt các vùng phân tán lũ, tình trạng sạt lở bờ sông ở dòng chính Trường Giang gia tăng và vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bờ sông. Ông Trọng Sĩ Dư phát biểu khi tham dự lưỡng hội kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc rằng, cùng với việc Tam Hiệp và loạt các hồ chứa để kiểm soát nước ở thượng nguồn, Trường Giang lần lượt hình thành tình hình chống lũ ở hạ nguồn sông có thay đổi sâu sắc. Ông cho rằng nhà chức trách cần phân tích một cách có hệ thống các điểm yếu kém trong lĩnh vực chống lũ ở Trường Giang, đưa ra xem xét lại các tiêu chuẩn về ngăn lũ ở lưu vực sông, tái tổ chức hệ thống chống lũ lụt và thực hiện quy cách có tính tiền trạm. Ông Trọng Sĩ Dư kiến nghị giới chức đẩy nhanh xây dựng và điều chỉnh các vùng phân tán lũ nhằm củng cố hoạt động ứng phó với tình trạng sạt lở sông, đồng thời cho ra đời cơ chế quản lý bảo vệ người dân đôi bờ.
ông Trình Hiểu Đào, cựu phó chủ nhiệm thường trực Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng Phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định, các tồn tại trong lĩnh vực chống lũ Trường Giang hiện nay không còn đơn thuần là giải pháp quản lý các vùng phân tán lũ, mà cần điều chỉnh toàn bộ luật phòng chống lũ lụt của nước này. Đạo luật được ban hành từ thập niên 1990 nhằm thích nghi với những điều kiện mới. Kính thưa quý vị khán giả, một trận động đất có độ lớn 6,0 độ Richter đã xảy ra sáng sớm nay tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 60 người bị thương. Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Hơn 2.900 nhân viên cứu hộ đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Trận động đất cách thành đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên gần 200 km và thành phố Trùng Khánh chỉ 124 km nên có thể cảm nhận rõ rệt độ rung lắc. Theo số liệu thống kê, trong vòng 200 km tính từ tâm chấn đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong vòng 5 năm qua. Một trận động đất cũng có cường độ 6 độ Richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân cách tâm chấn lần này 105 km ngày 17 tháng 6 năm 2019. Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc, khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ Richter xảy ra ở huyện Vấn Xuyên thuộc tỉnh này hồi tháng 5 năm 2008. Lũ lụt do mưa ảnh hưởng hàng chục vạn người ở Quý Châu. Miền Trung, miền Đông của Trung Quốc đón mưa diện rộng, miền Nam có mưa cục bộ, lũ lụt Trung Quốc và bài toán chính trị. Lũ bắt đầu rút cũng là lúc các địa phương tại Trung Quốc phải triển khai những công tác khắc phục hậu quả. Hôm Chủ nhật vừa qua tại tỉnh Quý Châu, tỉnh miền núi ở phía Tây Nam đất nước này đã thống kê đầu tiên về tình hình thiệt hại đã được công bố. Theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ một hội nghị làm việc hôm thứ Sáu về kiểm soát lũ lụt và khắc phục thảm họa, gần 180.000 người từ 52 khu vực cấp quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi tỉnh này hứng chịu những trận mưa xối xả kể từ đầu tháng này. Dữ liệu khí tượng cho thấy Quý Châu đã chứng kiến 3 trận mưa lớn cục bộ kể từ tháng này, với lượng mưa trung bình là 236,3mm và hơn 400mm ở một số khu vực. Đây là lượng mưa cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh cho biết, Quý Châu đã thiết lập 40 địa điểm tái định cư tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng. Tổng số 1.504 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng và 44.791 ngôi nhà cần sửa chữa trên toàn tỉnh. Tỉnh Quý Châu đặt mục tiêu đến cuối năm nay phải hoàn thành việc khôi phục và xây dựng lại các ngôi nhà, cũng như việc tái định cư cho những cư dân có nhà không thể xây dựng lại. Bão đã tan nhưng mưa ở lại. Rất nhiều vùng miền tại Trung Quốc trong những ngày tới vẫn sẽ phải đối mặt với những cơn mưa nhiều cấp độ khác nhau. Sau đây là những thông tin dự báo mới nhất. Theo trang web của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Tư tới, do rãnh trên cao di chuyển theo hướng Đông nên sẽ xảy ra mưa trên diện rộng từ Tây sang Đông ở khu vực miền Trung và miền Đông. Đài cảnh báo cần chú ý đến các thảm họa thứ cấp có thể gây ra bởi lượng mưa lớn ở các tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, Giang Tây. Trong ngày thứ Bảy tới, phía đông vùng Giang Nam và miền Nam Trung Quốc có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ kèm theo hiện tượng đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn. Cần cảnh giác với các thảm họa địa chất có thể gây ra bởi lượng mưa liên tục ở các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Thưa quý vị, lũ lụt là loại thiên tai mà con người phải đối mặt trong suốt chiều dài của lịch sử. Tới tận bây giờ, khi xã hội loài người đã phát triển vượt bậc, thì lũ lụt vẫn là một bài toán rất nan giải. Ở Trung Quốc, việc trị thủy chống lũ có vai trò vô cùng quan trọng bởi quốc gia này khởi phát và từ vùng đồng bằng quanh hai con sông lớn và dữ dội, Hoàng Hà và Trường Giang. Vậy lãnh đạo Trung Quốc đã có những động thái nào trước tình hình lũ lụt đã xảy ra trong mùa lũ vừa qua? Mặc dù Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt ở nhiều vùng khác nhau, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gần như không đến thăm bất kỳ khu vực nào bị ảnh hưởng, chỉ duy nhất vào trung tuần tháng trước, trong một động thái kết hợp với chuyến tham dự hội nghị Bắc Ới Hà, ông Tập đã bất ngờ xuất hiện tại tỉnh An Huy bị lũ lụt để thị sát. Bắc Ới Hà là hội nghị các lãnh đạo và lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào mùa hè hàng năm. Tân Hoa Xã thông tin về chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Tập đã đối thoại với người dân địa phương về công tác phòng chống lũ lụt, quản lý sông ngòi và cứu trợ thiên tai. Ông nói, ngu công rời núi, hạ vũ, trị thủy.
Đất nước Trung Quốc đã chiến đấu chống lại thiên tai trong hàng nghìn năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá. Chúng ta nên tiếp tục chiến đấu không phải bằng cách chống lại ông trời, mà bằng cách tôn trọng thiên nhiên và tuân thủ các quy luật tự nhiên, bằng cách đề cập đến Hạ Vũ, vì hoàng đế huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, người đã đặt các kênh thủy lợi dẫn nước đến các cánh cổng. Ông Tập đã nêu bật lịch sử hàng nghìn năm chống chọi với thiên tai của Trung Quốc. Đúng là việc kiểm soát lũ lụt có ý nghĩa đặc biệt ở Trung Quốc, việc kiểm soát các dòng sông khó khăn đến mức những người có khả năng khai thác được chúng có thể trở thành vua hoặc hoàng đế. Không kiểm soát được lũ lụt đồng nghĩa với việc nông dân, lực lượng lao động chính sẽ bị thiệt hại và thậm chí thiệt mạng. Với tư cách là nhà lãnh đạo nòng cốt của Trung Quốc, trách nhiệm đó ngày nay thuộc về ông Tập. Hơn nữa, năm nay lại là năm Quý Mão, năm mà những người Trung Quốc mê tín rất coi trọng bởi 60 năm mới đến một lần, và luôn xảy ra những sự việc lớn gây rúng động lịch sử. Quả nhiên, Trung Quốc không những bị thiệt hại lớn vì virus corona mà còn hứng chịu đợt lũ lụt dữ dội hơn cả trận lũ năm 1998. Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm trực tiếp của ông Tập trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc, từng là kỹ sư ngành sản xuất điện, thủy điện. Sau khi tốt nghiệp khoa kỹ thuật bảo vệ nguồn nước của Đại học Thanh Hoa danh tiếng, Ôn Gia Bảo, người từng là Thủ tướng Trung Quốc trong chính quyền Hồ Cẩm Đào, là một chuyên gia địa chất. Quay trở lại chuyến thăm ở An Huy, ông Tập cũng nhắc đến chuyện ngu công rời núi với hàm ý chính trị. Câu chuyện ngụ ngôn kể về một ông già sống ở miền Bắc Trung Quốc bị hai ngọn núi che khuất tầm nhìn và lối đi. Ông lão với sự giúp đỡ của con trai bắt đầu đào bới chúng bằng cốc và giỏ. Khi được một người qua đường hỏi tại sao ông lại làm một việc ngu ngốc như vậy, ông già trả lời rằng khi ông chết các con trai của ông sẽ tiếp tục, rồi cả các cháu trai của ông, và sau đó là các con trai và cháu trai của họ. Ẩn ý bởi ý chí của ông Ngọc Hoàng đã phái xuống hai thiên thần nhấc hai ngọn núi lên lưng và mang đi. Trong lúc truyền thông đang rất chú ý chuyến thị sát của ông Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đến thăm một khu vực bị lũ lụt khác cách đó khoảng 1.000 km. Theo nhận định từ tờ Nikkei Asia Review, thì việc hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc cùng lúc đi công tác thị sát là điều khá bất thường. Vào ngày thứ Năm, hai ngày sau khi ông Tập đến An Huy, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã đi thị sát một khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trùng Khánh, khi thành phố này vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Mang ủng đi mưa, ông Lý lê bước qua vùng nước đầy bùn. Thông thường thì những hình ảnh như vậy nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân, và những bình luận về người đứng đầu của nhân dân rất dễ thấy trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng không phải lần này. Có lẽ bởi người dân Trung Quốc không được thông tin về chuyến đi. Chuyến thăm Trùng Khánh của Thủ tướng Lý ban đầu chỉ được đưa tin bởi gov.cn, trang web liên kết với Quốc vụ viện Chính phủ Trung Quốc do ông đứng đầu. Các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Nhật Báo chỉ chính thức đưa tin chuyến thị sát của ông Lý 3-4 ngày sau đó. Các hãng thông tấn ở Trùng Khánh cũng chỉ hoãn đưa tin về chuyến đi, mặc dù thực tế là Trần Mẫn Nhĩ, bí thư thành ủy và là phụ tá thân cận của ông Tập đã đi cùng ông Lý trong chuyến thị sát này. Theo nhận định từ Nikkei, những động thái trên từ giới truyền thông có thể là một nỗ lực nhằm cải thiện chuyến thăm An Huy của ông Tập. Kính thưa quý vị, tối thứ Sáu vừa qua, siêu bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, làm nhà cửa đổ sập và một phần lưới điện cũng đã bị gián đoạn. Khoảng 168.000 người dân trong tỉnh đã được sơ tán, hơn 45 chuyến bay bị hủy. Dịch vụ vận chuyển bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan cũng ngừng hoạt động. Cảnh sát biển đã cứu được một nhóm ngư dân trên biển và các nạn nhân hiện đã được bố trí chỗ ăn ở tại một khách sạn. Các chuyến bay đến thủ phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hiện đang hứng chịu mưa lớn và gió mạnh đã bị hủy bỏ. Khoảng 110 chuyến xe lửa chạy qua thành phố Hạ Môn cũng đã bị đình chỉ. Nhiều tuyến đường giao thông ở Phúc Châu đã bị ngập lụt và cung cấp nước sinh hoạt cũng đã bị gián đoạn nhiều giờ. Siêu bão số 5 được cho là sẽ gián đoạn các hoạt động của ngành đường sắt và hàng không. Khoảng 120 chuyến tàu, hầu hết đi từ Thượng Hải tới các thành phố lớn ở Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ bị hủy vào cuối tuần. Trung Quốc có 4 mức trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, với màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, theo sau là màu da cam, vàng và xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo màu vàng vào sáng thứ Tư và chuyển sang màu cam vào buổi tối cùng ngày. Cùng ngày, cơn bão số 5 tàn phá Đài Loan, Trung Quốc cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người và làm 8 người mất tích. Nhiều trường học, văn phòng chính phủ, một số khu vực tại Đài Loan, Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa. Hãng hàng không Đài Loan cũng công bố điều chỉnh hoãn hoặc hủy bỏ hơn 100 chuyến bay nội địa lẫn quốc tế.
Trước đó, giới chức Đài Loan, Trung Quốc cho biết đã sơ tán khoảng 7.500 người với hơn 35.000 nhân viên quân sự được triển khai để hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền cũng ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất kèm theo. Kính thưa quý vị, giới chức Nghi Tân, tỉnh Từ Xuyên, Trung Quốc sớm ngày thứ Tư cho biết đã có 21 người thiệt mạng và 142 người bị thương trong trận động đất cường độ 6 xảy ra ở tỉnh Tây Nam Trung Quốc tối ngày thứ Ba. Theo giới chức địa phương, trận động đất xảy ra ở huyện Trường Ninh lúc 22 giờ 55 phút ngày thứ Ba với tâm chấn ở độ sâu 16 km, ngay sau đó xảy ra liên tiếp những dư chấn. Hiện các nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. Người dân đăng tải lên mạng Internet nhiều bức ảnh và video trên mạng Weibo cho thấy những ngôi nhà bị sập trong khi người dân chạy hết ra đường. Từ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Năm 2008, một trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh này đã khiến 87.000 người chết và mất tích. Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc đang có diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn. Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng lên nhanh chóng sau khi trận lũ số 2 trong năm chính thức hình thành trên sông Trường Giang. Trước tình trạng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định họp khẩn. Liệu tình hình mưa lũ tại Trung Quốc sẽ diễn biến ra sao? Khả năng ứng phó của chính quyền Trung Quốc như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi chương trình ngay sau đây. Nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt xa mức báo động. Do ảnh hưởng từ cơn lũ số 2 trên sông Trường Giang, vào lúc 8 giờ ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, lượng nước lũ đổ vào đây đã lập đỉnh lên tới 61.000 mét khối trên giây. Đây là mực nước lũ cao nhất đổ về đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ đến nay ở Trung Quốc. Trước tình hình này, đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cửa xả lũ. Sau nhiều lần chặn lũ, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng lên mức 160,17m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 15m, mặc dù nước lũ tại đập Tam Hiệp đã vượt xa cảnh báo. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng nước này, thì đập Tam Hiệp đang vận hành an toàn, ổn định, đồng thời phát huy vai trò phòng lũ, chặn lũ và các đỉnh lũ hiệu quả. Từ tháng trước đến nay, mưa lớn liên tiếp hoành hành tại miền Nam Trung Quốc khiến mực nước lũ tại đây liên tục lập đỉnh. Hàng loạt sông, hồ tại khu vực này đang trong tình trạng báo động đỏ. Nhiều địa phương tại các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô đã phải khởi động cơ chế hưởng ứng phòng lũ cấp 1, tức cấp cao nhất đặc biệt nghiêm trọng. Theo dự báo của Trung tâm Điều độ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, sau khi đạt đỉnh hôm Chủ nhật vừa qua, nước lũ tại đập này sẽ giảm dần. Nhưng vào khoảng trước hoặc sau ngày thứ Ba, Tam Hiệp lại phải đón thêm một đợt lũ mới. Ông Trương Tiến Vân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo vệ Sông Trường Giang và Phát triển Xanh Trung Quốc cho rằng do mực nước các dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang luôn ở mức cao trong thời gian dài, do vậy vấn đề an toàn đê điều cần phải được nước này hết sức quan tâm. Đại Hồng Thủy ở Thái Hồ. Theo dự báo thời tiết, các trận mưa lớn đang có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, tuy nhiên mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực trung hạ lưu sông Trường Giang. Hàng loạt sông hồ tại đây đã phải đặt trong tình trạng báo động đỏ vì mưa lũ. Mới nhất vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc đã ban hành báo động đỏ. Đối với sông Trường Giang, đoạn của thành phố Nam Kinh, mực nước tại đây đã dâng lên hơn 10 mét, mức cao nhất trong lịch sử. Theo dự báo, mực nước cao cùng lưu lượng nước lớn sẽ còn duy trì trong thời gian khá dài tại đây. Cũng trong sáng ngày thứ Bảy, với lượng mưa trên 100mm, thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy cũng đã phải phát đi báo động đỏ. Nhiều nơi trong thành phố ngập lụt nghiêm trọng. Thành phố Lộc An của tỉnh này cũng đã ban hành cảnh báo tương tự do mưa lớn và có thể kéo dài liên tục trong 2-3 giờ đồng hồ. Nhiều tuyến đường tại các địa phương này đã bị phong tỏa. Đáng chú ý, do mực nước ở sông Thanh Giang không ngừng dâng cao trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu, thành phố Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc đã phải liên tục nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 1. Chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ vào chiều ngày thứ Sáu, các tuyến đường chính dọc hai bờ sông ngập sâu khoảng 2 mét. Thành phố này đã phải phát đi báo động phòng không, một hình thức cấp báo khi có thiên tai khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng. Gần 30.000 người dân đã phải di rời, hàng trăm người khác cũng phải di chuyển ngay trong đêm. Tính đến hết ngày thứ Sáu, mực nước trên các dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang đã liên tục 12 ngày vượt mức báo động. Riêng hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt quá cảnh báo lũ hơn 12 mét. Đây cũng là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa của con đập này kể từ đầu mùa lũ năm nay. Mực nước ở Thái Hồ cũng đã có 19 ngày liên tiếp vượt mức báo động và chính thức xảy ra đại hồng thủy. Số liệu đo đạc cho thấy trong vòng 10 ngày qua, lượng mưa ở một số nơi thuộc trung hạ lưu sông Trường Giang đã nhiều hơn hàng năm từ 1-2 lần, trong khi đợt mưa mới vẫn tiếp tục trút xuống đến hết ngày Chủ nhật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình họp khẩn vì mưa lũ.
Hôm thứ Sáu, Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải triệu tập một cuộc họp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đánh giá lượng mưa tại Trung Hạ Lưu sông Trường Giang vẫn cao, trong khi sông Hoàng Hà và nhiều con sông khác có khả năng xảy ra lũ tương đối nghiêm trọng. Ông yêu cầu nước này cần đồng thời đảm bảo cho cả miền Nam và Bắc Trung Quốc an toàn vượt lũ, dự báo chuẩn xác mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, tăng cường bảo vệ đê điều và đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng trước, các cơ quan Trung Quốc đã hành động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng, tài sản người dân cũng như an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là nghiêm trọng. Ông Tập yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách có hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm, chính quyền địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe người dân lên hàng đầu. Phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý. Cần phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai, ông Tập nhấn mạnh. Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng được quan tâm nhiều nhất là Giang Tây và Hồ Bắc. Tại Giang Tây, hôm thứ Sáu, một đoạn đê bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được phá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25%. Nhiều ngôi làng, đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra sự cố vỡ đê. Cùng ngày, Vũ Hán đưa ra báo động đỏ về tình hình mưa lũ. Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán đạt 28,32m. Từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật, dự báo sẽ có những trận mưa cực lớn xảy ra ở Vũ Hán. Điều này cho thấy việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn. Rủi ro gia tăng và đối phó với lũ lụt sẽ là một cuộc chiến dài. Chen Jiangjun, một quan chức thủy lợi ở Vũ Hán nhận định, theo báo cáo, 91% con đê ở Vũ Hán được đắp bằng đất. Nếu bị ngâm nước kéo dài, đê bằng đất sẽ trở nên mềm nhũn và dễ vỡ. Như vậy, trong khi lũ số 1 trên sông Trường Giang còn chưa dứt, đợt lũ số 2 trên con sông này đã ập tới, buộc chính quyền Trung Quốc họp khẩn nhằm tìm ra biện pháp đối phó với tình hình trên. Kính thưa quý vị khán giả, hàng loạt ngôi nhà bị sập, hơn 200 người thương vong là những con số thống kê ban đầu trong vụ động đất xảy ra đêm qua tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Sài Gòn Giải Phóng, giới chức Nghi Tân tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã có 13 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong trận động đất cường độ 6 độ Richter xảy ra tại địa bàn. Theo giới chức địa phương, trận động đất xảy ra ở huyện Trường Ninh với tâm chấn ở độ sâu 16 km, ngay sau đó xảy ra liên tiếp những dư chấn. Hiện các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành. Hàng loạt ngôi nhà bị sập trong khi người dân hoảng loạn chạy hết ra đường. Cơ quan cứu trợ đã chuyển 5.000 lều, 10.000 giường xếp và 20.000 chăn đến chỗ người dân đang trú tạm sau trận động đất. Ước tính khoảng 4.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Theo cập nhật của VOV, cơ quan địa chấn Trung Quốc cũng đã liên tục ghi nhận 65 đợt dư chấn với nhiều mức độ khác nhau, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ lên tới 5,3 độ Richter. Các trận dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra, khoảng 40.000 hộ dân bị mất điện, nhiều tuyến đường buộc phải đóng cửa do những lo ngại về một số hiện tượng có thể xảy ra sau động đất. Các chuyên gia địa chấn Trung Quốc nhận định khả năng xảy ra động đất cường độ mạnh hơn tại khu vực này là không nhiều, song vẫn có các hiện tượng thiên tai đi kèm. Người lao động cho biết vào tháng 5 năm 2008, huyện Tứ Xuyên cũng hứng chịu một trận động đất mạnh khiến gần 90.000 người thiệt mạng. Trận động đất này cách hai trận động đất tối thứ năm khoảng 400 km. Trước đó, năm 1976, một trận động đất xảy ra ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc đã giết chết ít nhất 250.000 người. Thưa quý vị, cơn mưa dữ dội cuối tuần trước gây lở đất ở huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, được đánh giá không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là hậu quả có thể dự báo từ thái độ thờ ơ đối với môi trường của giới chức Trung Quốc. Thảm họa lở đất tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Thảm họa lở đất sau trận mưa lớn hôm vừa qua đã đưa số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc mùa hè này lên tới hơn 3.000 trường hợp, theo các số liệu chính thức. Đây là mất mát lớn nhất do mưa lũ và lở đất trong vòng hơn một thập kỷ qua của Trung Quốc. Khu vực phía Bắc của Trung Quốc hiếm khi chứng kiến một thảm họa như vậy.
Kể cả sau một mùa mưa dữ dội bất thường khắp châu Á, tính đến tối thứ năm tuần này, con số người chết đã lên tới 1.144 người và 600 người vẫn bị mất tích, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng. Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được xúc tiến khẩn trương, song đến nay mưa vẫn chưa dứt, dẫn đến lo ngại rằng có thể còn lở đất còn chưa kết thúc. Những người sống sót đang phải vạ vật trong những túp lều dưới cơn mưa vẫn xối xả hôm thứ Năm vừa rồi, sau khi một trận lở đất mới trong đêm đã chặn con đường huyết mạch đến huyện Chu Khúc. Thêm vào đó, quan chức y tế địa phương cho biết sự lây lan của dịch bệnh cũng là một mối lo lớn hiện nay trong hoàn cảnh các cơ sở y tế và cung cấp nước bị hư hại, trong khi xác người và động vật bị chôn vùi dưới bùn bắt đầu phân hủy. Thảm họa đã được báo trước 13 năm. Chính quyền Trung Quốc cho rằng thời tiết bất ổn là nguyên nhân của vụ lở đất, song các chuyên gia tin rằng phát triển thủy điện và phá rừng trong khu vực đã góp phần vào thảm họa. Họ cho rằng đó là một thảm họa đã được báo trước từ sự phát triển thiếu kiểm soát trong khu vực và nhiều bi kịch tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác của Trung Quốc nếu sự cân bằng của tự nhiên tiếp tục bị coi nhẹ. Các nhà khoa học Trung Quốc từng cảnh báo rằng phá rừng ở các khu vực địa chất nhạy cảm như vậy có thể gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng, và thảm họa vừa rồi ở Cam Túc đã chứng minh điều đó. Trong các năm 1952-1990, đã có hơn 100.000 hecta rừng trên các sườn dốc bao bọc huyện Chu Khúc bị khai phá để lộ ra những sườn núi chọc có kết cấu địa chất yếu và khó tránh khỏi xói lở. 13 năm trước, một nghiên cứu do hai nhà khoa học Trung Quốc Ma Đông Tao và Kỳ Long công bố đã cảnh báo rằng các hoạt động phá hủy hệ sinh thái như vậy sẽ gây ra thảm họa lở đất vùi lấp nhà cửa, đường xá, cầu cống, các công trình nước sạch, hệ thống điện, gây nên chết chóc và thương vong. Dù vậy, cơn mưa dữ dội vừa rồi ở Trung Quốc với những hậu quả khủng khiếp đã được dự báo từ năm 1997 vẫn khiến tiến sĩ Ki kinh ngạc bởi mức độ của thảm họa. Ông cho biết lở đất là do điều kiện địa chất, nhưng nó trở nên trầm trọng bởi nạn phá rừng. Tôi thật không thể ngờ tới một trận lở đất lớn như vậy. Một bản báo cáo năm 2006 của Trường Đại học Lan Châu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lở đất do phá hủy các cánh rừng bao bọc Chu Khúc để khai thác mỏ, thủy điện, nông nghiệp và các dự án phát triển khác. Trung Quốc trải qua thảm khốc nghìn năm, cảnh báo khẩn cấp hôm thứ Năm. Mức độ ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đã được đưa ra tại tỉnh miền Trung Hà Nam của Trung Quốc sau khi khu vực này chứng kiến trận mưa lũ được cho là chưa từng ghi nhận trong nghìn năm qua. Bộ quản lý khẩn cấp nước này đã điều động 1.800 lính cứu hỏa từ các tỉnh lân cận, được trang bị hơn 250 xuồng cao tốc để hỗ trợ sứ mệnh khắc phục thảm họa. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống 2-3 ngày tới do ảnh hưởng của bão số 3, với một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 280mm mỗi ngày. Từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Ba, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa 617,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình 640,8mm hàng năm của thành phố này. Các nhà khí tượng học địa phương đánh giá lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày qua là nghìn năm có một. Giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 25 người không qua khỏi và 1,24 triệu người dân tại tỉnh Hà Nam đã chịu ảnh hưởng do đợt mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Theo báo chí châu Á, khoảng 100.000 người dân sinh sống tại thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được sơ tán, trong khi các tuyến đường sắt và đường bộ tại nơi đây đều bị gián đoạn do mưa lũ. Mực nước tại nhiều đập và hồ chứa nước trong tỉnh Hà Nam đã dâng cao tới mức báo động. Bộ chính quyền Trung ương phải điều động hàng chục nghìn binh sĩ tới tỉnh này để triển khai công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ người dân gặp nạn. Mưa lũ cũng khiến con đập Yehetan ở thành phố này xuất hiện vết nứt dài 20m. Một lữ đoàn công binh thuộc biên chế quân đội Trung Quốc đã được điều đến hiện trường để cho nổ một đoạn kè gần con đập nhằm giảm bớt áp lực của nước lũ cũng như hóa giải nguy cơ vỡ đập. Tại thành phố Trịnh Châu bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống chỉ trong một giờ vào hôm thứ Ba, buộc thành phố phải dừng hệ thống tàu điện ngầm, đóng cửa đường cao tốc và hoãn các chuyến bay. Mưa lũ lớn khiến hàng trăm người mắc kẹt trong một chuyến tàu điện ngầm ngập nước ở thành phố Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ hôm thứ Ba khoét một lỗ trên nóc tàu và dùng dây thừng sơ tán từ hành khách đến nơi an toàn. Một số tài khoản mạng xã hội đưa tin có hành khách đã không qua khỏi vì đuối nước trong toa tàu. Song thông tin này không được kiểm chứng và giới chức Trịnh Châu cũng không xác nhận.
Nước sông dâng cao cũng đe dọa hang đá Long Môn gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Hang đá Long Môn là di sản thế giới của UNESCO với những tượng Phật được khắc trên vách đá vôi có tuổi đời hàng thiên niên kỷ. Cũng như hang đá Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, nổi tiếng là cái nôi võ thuật, cũng tạm thời đóng cửa. Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ vào hôm thứ Ba sau khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tuyên bố trận lũ ở Hà Nam vô cùng nghiêm trọng. Loạt công ty và một ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Hà Nam hơn 1,9 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lên gần mức cao nhất. Những cơn mưa như chút nước tiếp tục bao trùm nhiều địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong ngày thứ Tư, buộc nước này nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo 4 mức của hệ thống cảnh báo mưa lũ của Trung Quốc. Theo Bộ Xử lý các vấn đề khẩn cấp Trung Quốc MEM, mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, với lượng mưa đã vượt mức cao nhất theo dữ liệu ghi chép từ trước tới nay. Mưa bão đã khiến mực nước tại hồ chứa nước dâng lên nhanh chóng, buộc nhà chức trách phải yêu cầu các khu vực dân cư tại hạ nguồn sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, tính từ sáng thứ Bảy tuần trước đến sáng thứ Tư tuần này, theo giờ địa phương, lượng mưa trung bình tại Trịnh Châu là 458,2mm, với nhiều khu vực có tổng lượng mưa vượt mức trung bình hàng năm của thành phố. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, MEM đã triển khai một đơn vị công tác tới khu vực chịu ảnh hưởng của tỉnh Hà Nam để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ người dân gặp nạn. Một nhóm lực lượng cứu hộ gồm 1.800 nhân viên cứu hỏa mang theo các thiết bị cứu nạn huy động từ 7 tỉnh lân cận đã được điều động tới vùng lũ. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn trên 30 đoạn đường trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam. Giao thông đường sắt và hàng không cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Trịnh Châu cũng buộc phải hủy bỏ. Hiện Trung Quốc bắt đầu khôi phục hoạt động đường sắt tại tỉnh Hà Nam, đồng thời tăng chuyến để sơ tán người dân tránh lũ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, giới chức đường sắt chỉ thị các tàu chạy ở vận tốc vừa phải. Đến nay, mưa lũ tại tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người. Số người không qua khỏi tiếp tục tăng, Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ. Quân đội Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả nước lũ khi nó đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất của mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người không qua khỏi trong trận lũ này tăng lên tới ít nhất 25 người. Việc cho nổ một con đập diễn ra vào đêm thứ Ba tại thành phố Lạc Dương, ngay khi lũ lụt nghiêm trọng tràn ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, khiến người dân mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm, các trường học, căn hộ và văn phòng. Trong một cuộc họp báo, các quan chức tỉnh cho biết thêm 7 người khác bị mất tích, giao thông và các công việc bị gián đoạn trên toàn tỉnh. Mưa lớn biến đường phố thành dòng sông chảy xiết, cuốn trôi xe ô tô và tràn vào nhà dân. Ít nhất 10 chuyến tàu chở khoảng 10.000 hành khách đã bị tạm dừng, trong đó có 3 chuyến phải dừng trong hơn 40 giờ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn của 26 đường cao tốc đã bị đóng cửa do mưa. Một vụ mất điện đã khiến các máy thở tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu buộc nhân viên phải sử dụng túi khí bơm tay để giúp bệnh nhân. Hơn 600 bệnh nhân ở đây đang được chuyển viện. Trong khi đó, bão số 3 đã suy yếu nhẹ vào sáng nay trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, khi nó ảnh hưởng tới các khu vực của Nhật Bản. Dự kiến cơn mưa này sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công Đài Loan và các khu vực của Trung Quốc vào cuối tuần này. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ. Đợt mưa lớn chưa từng thấy tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người không qua khỏi, 7 người mất tích và hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Tính đến ngày thứ Tư tuần này, ít nhất 12 người không qua khỏi và 5 người bị thương do mưa lớn những ngày qua gây ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Từ chiều thứ Bảy đến cuối ngày hôm qua, lượng mưa đo được tại thành phố là 12,6 triệu dân này lên đến 617mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá, đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm. Mưa lớn khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao và các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước. Mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo. Nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng, nhưng nước lớn từ chiều thứ Ba tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách, gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng lên cao đến vai. Đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người đã không qua khỏi.
Tại một khu vực khác, lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên. Tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ, tại bệnh viện của Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt vào tối thứ Ba, buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng tại thành phố Củng Nghĩa. Ít nhất 6 người không qua khỏi, nhiều tuyến đường bị cắt đứt do sạt lở. Mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong hơn 24 giờ. Có 7 người không qua khỏi và 7 người mất tích được cập nhật thêm vào tối thứ Tư, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Yehetan tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vì nước lũ làm vỡ một đoạn đê dài 20 mét. Đến sáng qua, quân đội phải dùng thuốc nổ tạo một dòng chảy khác để điều tiết lũ, giúp mực nước trong hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn làm vỡ hai con đập tại thành phố Lô Huân, Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông vào chiều Chủ nhật, nhưng người dân đã được sơ tán kịp thời. Tính đến hôm qua, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì ngập lụt và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy và khoảng 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh, thành lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng. Khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt, nhà lãnh đạo yêu cầu cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc, kề bên mưa lớn cũng khiến cho 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương hôm thứ Tư đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó với mưa lũ. Thưa quý vị, trong thế kỷ 20, trên thế giới đã xảy ra những trận động đất kinh hoàng, khiến hàng chục nghìn người bị chết, gây ám ảnh cho toàn nhân loại. Động đất tại Đường Sơn, Trung Quốc năm 1976. Đây là trận động đất khủng khiếp nhất thế kỷ 20, được coi là trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20, xếp trên cả động đất Ấn Độ Dương năm 2004. Trận động đất này đã hủy diệt gần như toàn bộ thành phố công nghiệp Đường Sơn, nơi sinh sống của khoảng 1,6 triệu người Trung Quốk. Theo thống kê, có khoảng 240.000 đến 255.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất này. Ngoài ra, ước tính khoảng 164.000 người khác cũng đã bị thương nặng. Lịch sử sau này vẫn nhắc lại sự kiện đau thương này như một nỗi ám ảnh về thảm họa mà thiên tai có thể mang lại cho nhân loại. Năm 2010, sự kiện này đã được dựng thành phim với tên gọi Đường Sơn Đại Địa Chấn. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã gây chấn động tâm lý sâu sắc cho khán giả về thảm họa thiên tai tàn khốc. Là một hiện tượng kỳ bí nữa xảy ra tại Trung Quốc, mang đậm màu sắc dị tượng và tâm linh. Vào sáng hôm qua, sau một trận cuồng phong nổi lên, bầu trời Tây Tạng xuất hiện nhiều đợt sấm sét dữ tợn và có những tia chớp giang ngang làm sáng rực cả bầu trời, kèm theo những tiếng nổ đùng đùng như cảnh tượng của ngày tận thế. Sau đó, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Điều kỳ lạ là chỉ khoảng sau 5 phút trời mưa, hàng ngàn, hàng triệu con cá, ếch, nhái, rắn và có cả sỏi đá từ trên trời rơi xuống kín cả mặt đường, rơi vào khu vực nhà dân, chung cư và hầu như khắp hang cùng ngõ hẻm của cao nguyên Tây Tạng, gây ra một cảnh tượng kinh hoàng và hãi hùng cho người mục kích sở thị. Có rất nhiều thanh niên coi như đây là của trời cho khi họ bắt các con vật trên làm thức ăn, làm mồi ngâm rượu mà không hề tỏ ra do dự hay sợ hãi. Trong đó, phần lớn các binh sĩ của Trung Quốc đang đồn trú tại đây. Nhiều người nói rằng điều này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời gần như 90 năm của họ. Sự kiện chấn động này đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cũng có nhiều binh sĩ và người dân bị rắn tấn công, gây ra sự hoang mang lớn trong dư luận và có hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của loài rắn độc này. Chính quyền tại khu tự trị đang dùng mọi phương pháp để khắc phục hậu quả và ổn định tình trạng hỗn loạn trong dân chúng. Họ cũng bắt đầu giữ nhiều người mà họ cho rằng phao tin đồn nhảm kiểu mê tín dị đoan. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng đây có lẽ là gần đến thời điểm người Tây Tạng đòi lại quyền độc lập cho vùng đất thiêng liêng của họ mà đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và cướp giấy. Và trước khi có được tự do, chắc chắn nhiều binh lính Trung Quốc sẽ bỏ mạng tại mảnh đất này như một sự trừng phạt của ông trời. Kính thưa quý vị khán giả, từ trước tới nay đã có trường hợp ghi nhận về những cơn mưa kỳ lạ như kẹo, sứa, đậu, trái cây.
hạt giống và nhiều thứ khác nữa. Chúng đến một cách kỳ bí và rất khó giải thích. Cho đến nay, nó vẫn còn là một bức màn bí ẩn. Nhưng lần này, một cơn mưa mà đem đến cả nhiều loài cùng lúc như cá, ếch, nhái, rắn, thậm chí cả đá, sỏi và gây ra sự hoang mang tột độ cho rất nhiều người. Một giả thuyết phổ biến giải thích rằng những sự kiện này là do lốc xoáy bốc từ mặt đất hay ao, hồ lên cao rồi quăng đến một nơi nào đó nhiều cây số. Nhưng trong một số trường hợp, giả thuyết này không được thuyết phục cho lắm. Vào thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, một nhà triết học và cũng là một nhà tự nhiên học La Mã Pliny the Elder là người đầu tiên từng ghi nhận một cơn mưa ếch từ trên trời rơi xuống. Sau đó đến thế kỷ thứ 3, nhà ngôn ngữ học Hy Lạp và Athenios ghi chép trong một tác phẩm mang tên The Deinotopis tại Paeonia và Dardania. Ban đầu thật phấn khích vì có hàng tá ếch từ trên trời rơi xuống. Chúng chiếm lấy đường và nhảy loạn xạ. Vài ngày sau, dân làng phải cố để giết bớt hoặc đóng nhà cửa không cho chúng chui vào. Họ phải chịu trận. Chỉ cần chút sơ hở là các ngăn chứa đổ lại đầy ếch. Ếch bắt được họ đem đi nướng, luộc hoặc chế biến đủ các cách để ăn nhưng không còn chỗ để lấy nước sạch. Họ cũng không có chỗ để đặt chân khi mặt đất đầy rẫy ếch, nhái và mùi hôi thối từ xác chết bốc lên đồng loạt khiến người dân phải bỏ trấn mà đi. Chứ đừng nói đến mà hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu cả nhiều loài như thế rơi xuống cao nguyên Tây Tạng vào ngày hôm qua. Kể từ đó, liên tục các trường hợp dị thường khác đều có ghi chép lại. Một cơn bão ở Ý vào năm 1840 thảy xuống đất hàng loạt các mầm giống cây Judas có nguồn gốc tận Trung Phi. Mưa đường mía Lake County năm 1857, mưa hạt rẻ ở Dublin, Ireland năm 1867, mưa hến nước ngọt còn sống ở Paderborn, Đức năm 1892, mưa sứa biển ở Bath ở Anh Quốc năm 1894. Những dị tượng đặc biệt này làm cho dư luận liên tưởng đến những biến cố lớn có thể xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là tại cao nguyên Tây Tạng trong thời gian tới đây. Kính thưa quý vị thân mến, xoay quanh tình hình vụ việc đêm qua, ếch, rắn, kiến bỏ xuống núi, cua cá ngoi lên bờ, đập Tam Hiệp báo hiệu trận động đất mới vào 7 giờ sáng ngày hôm nay, người dân và quân đội tuần tra bảo vệ đập Tam Hiệp vô cùng kinh hãi khi chứng kiến hàng triệu con ếch bu đen toàn bộ thân đập và nền đập. Nhìn từ xa, người ta dường như không còn nhận ra đó là một đập nước mà là một thứ gì đó đang chuyển động, trong khi hồ chứa Tam Hiệp như thể biến thành một cái ao khổng lồ với hàng triệu con rắn có đầu tam giác lúc nhúc phía dưới. Nhưng có một điều kỳ lạ là những đàn rắn này không ngừng đâm húc vào thân đập, trong khi nhiều con khác thì tự cắn xé đồng loại. Nhiều con trong đó bị thương hoặc chết trôi nổi trên mặt nước, còn đàn cóc thì cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều con bám vào vị trí cao của đập cũng nhảy xuống dưới nền đập bị thương. Dường như chúng đang cố gắng để tự sát, khiến cho ai nấy đều cảm thấy kinh khủng. Các nhân chứng cho biết số lượng cóc và rắn nhiều đến nỗi chúng còn lũ lượt đổ ra các khu dân cư gần đó, đặc biệt là con đập vẫn đang xả lũ. Nhiều đàn rắn và cóc cũng theo hướng dòng nước chảy vào nhà dân. Đường xá trong các hình ảnh và video được người dân ghi lại cho thấy hàng trăm ngàn con cóc nó đã tràn vào đập Tam Hiệp, tràn ra khắp nơi trên con đường thị trấn Tam Đảo Bình. Nhiều xe bị quay lại đè chết, có con bị người dân đi đường dẫm chết. Số lượng cóc và rắn vô cùng lớn khiến cho một số dân trong làng cho đây là một điểm báo xấu. Những con rắn này có chiều dài thân trung bình từ 60 đến 100cm. Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được loài rắn này, song chúng có khả năng gây nguy hiểm cho con người. Theo thông tin cho biết thêm, hiện người dân Tam Đảo Bình đã tự phát lập một trạm chữa rắn cắn khẩn cấp hoạt động 24 giờ trong ngày. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, đã có 25 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có 5 trường hợp bị nặng và chuyển lên bệnh viện cứu chữa. Nói về sự bất thường của cóc và rắn, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Động vật Động đất tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây nói rằng rắn và cóc có khả năng cảm nhận được động đất trước 5 ngày và cách chúng khoảng 120 km. Khi động đất xảy ra, rắn sẽ rời tổ của chúng, kể cả vào mùa đông. Nếu chúng đâm vào các bức tường hay chướng ngại vật trong lúc di chuyển thì sẽ có động đất rất mạnh. Điều này cũng thật trùng hợp khi những con rắn cóc luôn đi tìm cách để chúng có thể bị thương hoặc là chết đi. Hiện chính quyền tỉnh Hồ Bắc thành lập nhóm điều tra vụ việc và tiến hành bắt rắn và cóc.
vì số lượng quá nhiều nên chính quyền Trung Quốc đang cho người phun chất hóa học trước sự hoang mang của người dân vì cho rằng đây là một điểm báo động đất, thậm chí có thể khiến cho con đập Tam Hiệp bị vỡ. Đó là lý do tại sao mà rắn, cóc lại ồ ạt xuất hiện trước con đập Tam Hiệp như vậy, bất chấp thời tiết đang vô cùng lạnh giá. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc vào lúc 9 giờ sáng nay ngay lập tức đã bác bỏ thông tin tin đồn rắn, cóc tụ tập thành đàn là sắp có động đất và khẳng định không có động đất nào sẽ xảy ra. Đây chỉ là mưa lũ nghiêm trọng khiến cho nơi trú ẩn của rắn và cóc bị đe dọa nên chúng mới tập trung thành đàn như vậy. Trong khi vẫn chưa rõ về cơ chế cảm nhận động đất, nhưng người dân đại lục đều quyết định tin còn hơn không, khi trong quá khứ cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự. Vào năm 2008, một trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có các dấu hiệu báo trước, nhưng mọi người không hiểu các tín hiệu báo động của động vật, các tín hiệu thiên nhiên cũng bị bỏ qua. Từ giữa tháng 4 năm đó, một hồ nước gần thành phố Ân Thi cũng đã biến mất hoàn toàn, nơi này cách tâm trấn khoảng 500 km, hiện tượng này được biết tới từ thời cổ đại. Nước trong các giếng đột ngột biến mất. Hiện tượng được ghi nhận từ 10 đến 20 ngày trước khi xảy ra một trận động đất mạnh. Sau đó, 3 ngày trước trận động đất, hàng ngàn con ếch đã xâm chiếm các đường phố của thành phố Miên Trúc. Theo quan niệm trong dân gian, đây là điểm báo xấu trước thảm họa thiên nhiên. Cư dân địa phương đã cảnh báo các nhà chức trách. Tờ báo Hoa Tây Đô Thị thậm chí dành riêng một bài báo về hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng các nhà chức trách đã nhanh chóng trấn an dân chúng. Dân chúng đều bị thiệt hại nghiêm trọng với hơn 2.000 nạn nhân. Hành vi của động vật trong trường hợp động đất, những loài dự cảm trước được thảm họa. Hầu hết các biên lịch sử thời Trung Cổ khi đề cập đến động đất đều nói rằng trước khi thảm họa xảy ra, một số động vật có ứng xử kỳ lạ. Chó hốc một cách vô ý thức, mèo thì chạy trốn, các loài khác có dấu hiệu bất an, mỗi loại theo cách riêng của mình. Người nông dân thường được cảnh báo rõ rệt nhất bởi vì ngựa, bò, cừu, gà cảm nhận được động đất khi bỗng vang lên một bản diễn tấu rõ ràng là sẽ xảy ra một điều gì đó. Bồ câu hay mất phương hướng, lợn nếu như không cùng một đàn sẽ đánh nhau, gà sẽ không đẻ trứng và trở nên kích động. Những con ong về tổ khi bị tấn công, chuột ra khỏi chỗ ẩn nấp, thậm chí kiến và bọ cánh cứng ra khỏi tổ hay chỗ ẩn náu mà không hề sợ hãi mà di chuyển với tốc độ báo động. Một số loài cá có thể có giác quan về động đất, trong đó có cả rắn, và cả hai loài này có giác quan phát triển. Rắn cảm nhận được những rung động và bức xạ hồng ngoại, còn cá rất nhạy cảm với điện trường. Sau đó, chúng có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong trường điện tử hoặc những chấn động nhỏ nhiều ngày trước một trận động đất rất mạnh. Các nghiên cứu sẽ chỉ ra ngày trước và trong khi động đất đã bắt đầu đánh nhau, đây là hành vi bất thường vì thông thường tất cả những loài rắn đều không hoạt động vào ban ngày. Khá thú vị là hành vi của cá voi, chúng thể hiện sự khó chịu và thay đổi hoàn toàn hành vi của mình 4 ngày trước khi hiện tượng xảy ra. Về cơ bản, các động vật không có giác quan thứ 6 cho phép chúng biết trước động đất, nhưng chúng phản ứng vì những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Nhưng khi có một số chuyển động của mảng kiến tạo, cá sấu cũng không vô cảm trước khi xảy ra động đất. Một nhà động vật học Trung Quốc quan sát hành vi bất thường của cá sấu trước khi động đất xảy ra ở những hòn đảo Kasu của Nhật. Ông nói rằng các con cá sấu đã phát ra một loạt tiếng gầm gừ, lắc đầu, lắc đuôi. Một chuyên gia Nhật Bản cho biết chúng có thể cảm nhận sắp xảy ra một trận động đất trong vòng bán kính 150 km. Chim và voi cảm nhận rất tốt rung động của một cú sốc nhỏ và siêu âm. Còn chuột ngay lập tức sẽ cảm nhận được những âm thanh tần số cao khi xuất hiện những vết nứt trong lòng đất. Được biết, trong năm 1977, ngay trước khi động đất ở Romania, hầm của tòa nhà trung tâm thành phố đã chạy ra hàng ngàn con chuột. Chúng chạy trốn trong hoảng loạn và va vào chân của người đi đường. Nhiều người đã sợ hãi và nghĩ rằng đây là một thời điểm kết thúc của thế giới. 12 giờ trước khi xảy ra động đất thảm khốc vào ngày 4 tháng 3 năm 1977, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều run đất, mặc dù tại thời điểm đó không có mưa. Trên cánh đồng tìm thấy nhiều rắn đông cứng. Một thí nghiệm khác thực hiện trước khi động đất ở Seattle vào năm 2003 cho thấy cảnh báo tốt nhất về động đất là những con chó, nhất là những con chó đầu nhỏ và đôi tai nhọn. Chó, đặc biệt là các giống được biết đến với thính giác nhạy bén, chúng cư xử rất kỳ lạ, như thể bị quấy rầy bởi một tiếng động lớn. Chúng sủa không có lý do rõ ràng, rồi đi ra ngoài chạy và không có một định hướng cụ thể, như để tránh ra âm thanh đang làm phiền chúng.
Nếu chúng không thể thoát ra ngoài vùng khó chịu, chúng trở nên hung hãn. Trong tháng 9 năm 2003, một bác sĩ tại Nhật Bản đã công bố một nghiên cứu cho thấy hành vi kỳ lạ của chó như sủa quá mức hoặc cắn. Tín hiệu cho thấy có thể dự báo động đất. 24 giờ trước khi trận động đất ở Sikto, một nửa trong số những con chó được nghiên cứu đã trở nên kích động và bắt đầu sủa không có lý do rõ ràng. Trong tất cả các loài động vật có vú ở vườn thú, loài vượn cáo màu đỏ có cảm nhận động đất sớm nhất. Chúng đã phát ra âm thanh báo động 15 phút trước đó. Mèo cũng rất kích động trước khi xảy ra động đất. Chúng kêu lên meo, meo, đáng sợ, rú lên và đôi khi còn trở nên hung hãn. Thỏ có đôi tai rất thính và phản ứng rất rõ ràng trong trường hợp động đất. Trước khi động đất, thỏ trở nên bồn chồn, ngừng ăn và tấn công vào các cạnh chuồng hòng để thoát ra ngoài. Khi cảm thấy một trận động đất sắp xảy ra, chim bay lên tán loạn, mất phương hướng và nếu chúng đang trong lồng, chúng sẽ cố gắng để thoát ra. Trận động đất vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi Thái Lan, 12 con voi được đào tạo để đưa khách đi dạo trên bãi biển đã trở nên kích động và ồn ào vài giờ trước cơn đại hồng thủy sắp xảy ra. Chúng đột nhiên chạy ra khỏi bãi biển cùng với du khách hướng tới vùng đất cao hơn. Bằng cách này, những con voi đã cứu mạng những du khách mà chúng vận chuyển.